Sáng mơ chưa ăn cái gì? Lấy 4 ký đi. Cái gì? Muốn gì vậy sao? Hình như ở trong đây nó có bán ra cái gì, cái chỗ nào mà bán bún riêu ngon lắm cơ. Để giúp ghé nó ăn đây. Này cũng có chi tiết về. Nhãn, cam, dâu, vú sữa. Cơm tròn tôi hái cho mẹ trái nhãn hết rồi đấy. Rồi xong rồi. Ôi, còn đi rồi ăn muốn riêu nữa. Uống riêu cam tròn mẹ hai dặn đi đây nhớ ăn bún riêu nha, bún riêu ngay đó ngon. Cam này ngon lắm, cam tròn ngon lắm. Để đổi đó. Dịnh tí à, dịnh đó, dịnh đó hả? Ống vào, ống vào với mày. Đi chợ nổi cái răng nè Thi ơi, mấy 5 giờ sáng là đi á. Nữa là chiếc ghe đó vô tấp vô nữa kìa, bị gì dưới sữa bằng kim kìa. À, uống gì đây uống. Mua giùm tan ly đi Mỹ Duyên. Mua giùm ly đi. Cho ăn ly sữa ông nành đi. Đây, một ly thôi. Kệ mua người ủng hộ một cái đi. Thôi kệ mày, sao quên trả giá đi. Con lâu bán lần. Nghĩ trả giá luôn anh. Hai ly sữa đậu nành 10.000. Đưa ông ngoại cầm ly sữa đậu nành giờ, mấy ông ngoại cầm giùm ta đi. Dạ sữa đậu nành có thể để đằng sau cái ghế mình. Tài xế uống gì mua cho tài xế uống ly.
Hả? Cùng hơi sữa đi. Ông ngoại uống đó. Đưa cho bà ngoại đi. Tài xế uống gì? Đi, cho em đi sữa đậu nành. Ly sữa đậu nành cho tài xế luôn đi. Đây 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 nè. Đây đúng rồi. Nè nè. Dạ thôi được rồi, cái này có rồi, đây, khỏi đi. Làm ly khác. Không, làm ly nữa mẹ uống. Ủa, đó, đó, thể chụp hình thì mình lại chụp hình. Nè Xu, chụp hình đi Xu. Lấy điện thoại, Mỹ Duyên. Lấy điện thoại chụp hình cho mẹ ngay, chờ nổi cái răng à. Lúc này nó không có sống nè, hồi tờ vô là nó hơi có sống. Dạ. Mỹ Duyên, lấy điện thoại lẹ Duyên. Dạ, ấy mình để bánh lại xuống đây đi. Dạ. Mỹ Duyên, chụp hình mẹ. Mình bây giờ mình chụp hình giờ nó không có sống nè. Lẹ. Để không có sao. Xu đứng lên đây Xu. Mình đứng trước này, mình đứng căng thẳng em ha. Xuống đi, ngồi xuống không có đứng. Tay chụp đây nó ngồi đây đứng. Để thôi xuống mới chụp. Rồi nè. Cái này nó thơm mà. Mời nó. Xu chụp đi Xu. Ủa sao bữa nay sao thấy bán ít quá à? Dạ dạ vô trong mới. Ủa dạ vô trong mới nhiều phải không? Cái răng này mình qua cỡ răng à. Đó có nó đi đó. Nhà bà sữa đâu nè. Mua ủng hộ. Mua ủng hộ ai mời cũng mua hết rồi. Chụp đi để hồi sống á. Rồi là nó hết sống rồi, hồi là tàu đang vô nó đang có sống gì. Nói ai mời cũng mua, hồi đầy xe. Dạ, hồi mà mình mua trái cây gì cũng được mà. Hồi có mua bán sầu riêng đó mình có mua á. Để cho chỗ quen á, tao bao mình tự lạc á. Thôi, không có mua, không có ăn sầu riêng. Giờ không ăn sầu riêng. Giá trị nó cao thì mình à. Có giờ là đi ăn bún riêu á. Nhà đó bún riêu ngon. Chụp cho anh Xu một tấm đi. Đứng ngay chợ nổi cái răng này Xu. Đi đứng đây đi, đứng đứng ngay đi, chị chụp. Có ai hướng chụp hình chạy nổi không hướng chụp hình không lên chụp đi. Thôi ông ngoại giữ đi nhanh đi. Nhanh đi để qua cái chữ. Rồi Xu chụp đi Xu. Dịnh tí á. Đó. Chụp hình mà bị ép quá à, khóc luôn rồi. Nè nè, tí chụp hình không, lên chụp luôn. Ăn cái đó hả? Nè Xu, dắt nó lên Xu. Rồi. Không chịu rồi. Chụp hình tí. Rồi rồi được rồi ok.
ly nè. Em lấy cái nồi lau. Dịnh đi, dịnh đi, dịnh đi. Nè nè. Tại vì chạy không xuống không nhiêu tiền mà phải cái là nhiều lắm. Dạ, nhưng không phải này này này. Nè, bà ngoại uống đi sữa đi. Nè, bà ngoại uống đi. Ủa sữa nè, ta nấu ngon ghê ạ. Dạ đây, sữa đậu nành thì nó ngon mà. Nè con. Uống đi. Dạ giờ là mình qua tàu cái. Không uống thì để vô thùng rác đi. Đổ xuống nước đi. Để gì? Đổ xuống nước đi. Khô mà nó khô và những khô dừa mới dài rồi á. Mà những cái lọc cây dừa thì trên đó thì đặc sản miền Tây mình thì những cái lọc sản khô rồi đó. Và cây dừa là ta cho mình dùng thử được hết. Được thôi. Tại sáng này sẽ vô vòng cho nổi cho mình quan và em giới thiệu mình ta bán cái gì như thế nào. Kẹo dừa nãy mua rồi. Kìa rồi. Trời ơi. Cái thằng đó là mà nó giống chạy. Nó nghe nè, cái thằng đó mà nó giống chạy xe Honda ở ngoài đường, nó cũng giống kiểu vậy đó. Thank you.
trong đây tàu nhiều á. Mấy người phụ nữ người ta cũng lấy tàu luôn đó. Đó, ta lấy lụa không á, lấy tàu. Cái xe đó nó, cái ghe đó nó bán củ mì, củ lan gì kìa. Củ mì kìa. Ăn bún riêu. Bún riêu là nổi tiếng. Nổi tiếng á, ghe màu hồng á sao? Hay là mình vừa đi chỗ ghe màu hồng này, rồi mình vừa đi tham quan những tờ thì vừa đi lịch rồi quay lại mình nghe. Ăn muốn riêu cái đi. Có chỗ nào bán nước lèo, bún nước lèo không? Dạ, bún nước lèo thì trên kia. Đi mời ăn mẹ ăn con. Giờ mẹ ăn bún riêu, rồi ngồi xuống dưới anh nướng ăn bún nước lèo, kiểu vậy đó. Người thích này, người thích kia. Còn bên ghe đó bán gì kìa? Ghe đó bán gì ạ? À? Vậy thôi lợi ăn bún gì đi. Ghe nãy hả, bún riêu hả? Đây, nổi tiếng trên mạng à, ghe màu hồng nè. Ăn bún riêu là ngon lắm nè. Bún riêu, bà ngoại bún riêu luôn. Tài xế ăn gì? Tài xế ăn gì, mua cho tài xế ăn luôn. Nè, ghe bún riêu màu hồng nè. Rồi, giấy số bán thịt nè. Rồi, ai ăn bún riêu? Câu ăn gì mà không sùng. Dạ, chị Đình ơi, ở bên em là có bún riêu cua nè, hủ tiếu với bánh canh nè, đặc sản ở đây nè. Rồi, cho chị tô trước. Dạ, tô gì ạ? Bún riêu. Bún riêu cua đồng. Bún riêu cua đồng. Dạ để cho em lại sao nè em. Dạ chú ăn gì chú? Cho mượn cái nón lá chụp hình được không? Dạ được chị. Dạ chị ăn gì chị? Bún riêu ngon lắm. Được. Bún riêu. Bún riêu với bánh canh. Cho em ba bún trước nha. Dạ đây bún riêu. Dạ mình chú lại thấy lại đây rồi. Nè đưa bà ngoại ăn trước đi con. Đưa bà ngoại. Em tô nữa. Em ăn hủ tiếu nha. Nè hướng này cái gì? Bún riêu. Bún riêu cua luôn nha. Dạ mình cứ lại sao mình ngồi đi rồi em hãy bưng lại cho gia đình mình ha. Để không quen mình đi nó lúc lắc. Lúc lắc. Mẹ xuống sao đi. Rồi hoa để mẹ bưng. Cô hướng có chưa? Nè. Mẹ cái răng không ngồi. Mẹ xuống sao lắc cho chừng nổi cái răng đi. Ai ở đây mới có thôi. Mới uống luôn rồi chị ơi. Bác cho ly trà đường đi. Mà bỏ ít đường thôi nha. Có tắc không, nặng vô cho tôi miếng tắc. Vé số. Mua vé số. Chị bày ngồi đi. Bày mà ngồi đi. Có bèo vui không? Ngồi đi. Có không? Đây thôi à. Kế bà ngoại này, đứng đi ăn được sao? Trả tiền dùm mấy ông ngoại. 10.000 à. Nè hình như đâu ta, mẹ có nè Mỹ Duyên. Mẹ có tiền lẻ nè. Có nè.
nè. Ơi đây là ghe bún riêu màu hồng nha. Mua cho tài xế đâu luôn đây Mỹ Duyên.